Hi, xin chào mọi người nhé. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mà mèo mà thường mà mình đi ra đồng mà thường mà mình muốn buộc cái gì đó mà nó không có dao hay kéo thì bữa nay mình sẽ chia sẻ mèo cho mọi người cách cắt dây bằng tay nha. Rồi mọi người nhìn vào màn hình nhé. Đó, giả sử trường hợp mà mình đi xa hay là đi ra đồng hay là làm bất cứ công chuyện gì mà thường mà mình muốn cắt được cọng dây mà mình chạy lên mình lấy cái kéo hoặc cái dao mình cắt nó sẽ mất thời gian và bất tiện. Đó, bữa nay mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết cho mọi người làm sao mà cắt được cái cọng dây mà bằng tay không nha. Đó, thì bước đầu tiên mọi người kiếm cho mình một cái cọng dây. Đó, một cái cọng dây nè. Đó, thường thường mà muốn cắt được cái cọng dây bằng tay á thì mọi người làm sao? Đó, thì mọi người bước đầu tiên mọi người chàng nè. Đó, chàng qua một vòng. Đó, chàng qua một vòng. Đó, kéo cái này lên. Đó, kéo này lên nè. Đó, thấy chưa? Đó, là đồng thời lúc đó mình mới kéo cái độ cái này cho nó xuống dưới đây một tí. Đó, rồi giữ chặt ngón tay lại. Đồng thời lúc đó mình mới quấn cái cọng dây còn lại vô ngón cái nè. Quấn cho cứng nha. Cho có lực tí lúc đó mình giật nó dễ. Đó, giống như tình trạng như vậy nè mọi người. Đó, giống như vậy nó có thể ma sát được nha. Đó, có thể ma sát được. Đó, thì đồng thời lúc đó mọi người nên giữ chặt bóp cứng ngón tay lại. Đó, bóp cứng ngón tay lại, đồng thời lúc đó mình mới giật nè. Đó, đồng thời lúc đó mình mới giật nè. 2, 3. Đứt được nha mọi người. Đó, thì dù một cộng, hai cộng thì mình cứ áp dụng theo đó mình làm. Đó, trường hợp nó dây bự hơn tí thì mình cũng cho đọt bằng hở xa tí nó sẽ giật đứt được cái cọng dây. Đó, để mình làm lại cho mọi người một cái nữa nha. Đó. Đó mọi người nè, bước đầu tiên nè. Chàng qua một vòng. Đó, chàng qua đây một vòng. Cho cọng dây này dư dài một tí. Đó, chàng qua một vòng. Đó, rồi lúc đó mình mới để lên. Mới kéo cọng dây này nè. Kéo cọng dây này đi lên. Đó, mình mới gạch xuống cho nó có độ vòng giống như vậy nè. Người thấy không? Cho có độ vòng giống như vậy. Đó, cho nó xuống về tới đây đi. Đó, rồi đồng thời lúc đó giữ chặt lại. Quấn ngón cái nè. 1, 2, 3 vòng. Rồi bóp chặt ngón cái giữ im. Đó, đồng thời lúc đó mình mới có độ nè. Đó, ở đây nó cái vòng này nó có ma sát với cái này. Mình giật mạnh ra ma sát với cái này là nó sẽ đứt được cái cọng dây. Đó. Rồi một cái tay mình giữ chặt bóp nè. Nhớ mọi người giật phải cho cứng cái trước đi. Đó, kéo cho hơi căng, đồng thời đó mình mới bóp cứng lại. Bóp cứng ngón tay lại. Rồi lúc đó mình mới giật nè. Đó, lúc đó mình mới giật nè. Nè, 2, 3. Đó. Ok chưa mọi người? Đó, là lúc đó đồng thời mình có một con dây mình cắt được. Mình cắt được là đồng thời lúc đó mình muốn buộc gì mình buộc nha. Đó. Mọi người thấy không? Đó, cực kỳ là hiệu quả luôn. Đó, mình không cần mà sử dụng đến dao hoặc là kéo hay là ấy. Mình có thể buộc cái bất cứ thứ gì mình muốn. Đó, nó tiện lợi cho trong gia đình mình đó. Mọi người nhớ thấy hay và nhớ chia sẻ cho mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người.